Xin chào mọi người, tiếp tục đến với nội dung bộ phim Thế giới hoàn mỹ. Thạch Hạo đã bón hành cho Hoàng Vũ một trận rồi lao lên tung đòn kết liễu, chấm dứt trận chiến này. Vậy nhưng, đó chỉ là trong tưởng tượng mà thôi. Hoàng Vũ biến mất trong tích tắc và thoát được một kiếp nạn. Lão rút vũ khí rồi lao lên chiến đấu cùng Thạch Hạo. Hai người va chạm nhau kịch liệt. Trận chiến của hai cường giả khiến không gian ở hạ giới phải dậy sóng. Vừa đánh nhau, lão ta vừa uy hiếp. Bát vực có vô tận sinh linh, lão muốn xem cậu có thể cứu được bao nhiêu. Kiến trúc hoàng cung bị va chạm của hai người đánh cho tan tành. Thạch Hạo và Hoàng Vũ đều bị thương, vậy nhưng cả hai vẫn ăn miếng trả miếng liên tục. Thạch Hạo đánh một kích cực mạnh thẳng vào mặt của đối thủ. Hoàng Vũ nhẹ nhàng dùng một ngón tay ngăn cản và khiêu khích. Muốn đánh bại lão thì tấn công cỡ này vẫn chưa đủ. Lão búng tay một cái đã đẩy Thạch Hạo lăn về sau mấy chục vòng. Thạch Hạo tiếp tục tấn công, sử dụng sợi xích quấn vào người lão rồi ném lão ta quay như trong chóng. Bồi thêm vài cước, Hoàng Vũ nhanh chóng cầm chân Thạch Hạo ném ra ngoài, sau đó mới bắt đầu phản công. Bổ một đòn thẳng vào ngực nam chính khiến cậu nằm ngã ngửa dưới đất. Thì ra ban nãy lão giao thủ là đang lợi dụng Thạch Hạo để luyện hóa thần đàn. Hoàng Vũ lên tiếng cảm ơn vì điều này. Lúc hạ giới, Hoàng Vũ đã được ban thưởng một viên thần đàn hộ thể, nuốt vào trong miệng, cơ thể Hoàng Vũ liền phát sáng. Thần đàn này có thể thoát thai hoàn cốt, cơ thể lão đang từ bộ dạng già nua, gần đất xa trời biến thành gã thanh niên cơ bắp cuồn cuộn. Bây giờ có biết được ý đồ thì đã quá muộn rồi. Tên kia ngừng tụ sức mạnh tạo ra một thân ảnh khổng lồ. Sức mạnh từ người khổng lồ khiến cậu cảm thấy nghẹt thở. Hoàng Vũ xuất thủ đưa cậu vào một không gian kỳ lạ. Mọi thứ bên trong chuyển động liên tục, không hề tuân theo bất cứ quy luật nào. Lão vừa điều khiển không gian vừa cho biết, cứ đối địch với nhau như vậy thực sự không có chút ý nghĩa nào. Thạch Hạo vừa tránh né các khối đá vừa nhận định không thể liều mạng. Hoàng Vũ cảm thấy đáng tiếc, thiên phú của cậu bậc này cần gì phải tự tìm đường chết. Chỉ cần nghe lời chân năm thì có thể giữ được cái mạng. Thạch Hạo mỉa mai ngược lại, cậu không muốn làm nô tài, mặc kệ người khác sai khiến như hắn. Lời này hiển nhiên đã chọc giận đến Hoàng Vũ. Lão lao lên tấn công, thân hình thoát ẩn thoát hiện đấm cho Thạch Hạo sấp mặt. Thân thể bay như một quả tên lửa, đâm xuống mặt đất trong hoàng đô hỏa quốc. Thạch Hạo bỏ dậy, Hoàng Vũ cho cậu thêm một cơ hội nữa, quỳ phục cầu sinh hay là xuống đất mẹ. Thạch Hạo đương nhiên là chọn vế sau, nếu hắn không chết thì mình chết. Hoàng Vũ tức giận, trước tiên sẽ phá hủy đi những thứ mà cậu đã bảo vệ. Dứt lời, liền bạo phát ra sức mạnh tạo ra một cái kết giới bao phủ hoàng đô họa quốc, nhốt toàn bộ dân chúng ở bên trong. Một con mãng xà siêu to khổng lồ xuất hiện, nó há miệng gào thét, uy áp đầy nam chính bay ra xa mấy chục mét. Bảo thuật mãng này có đặc tính do tìm sự sống, dùng nó để diệt thành chiếm đất vô cùng hiệu quả. Hôm nay, Hoàng Vũ muốn dùng mãng xà tiêu diệt toàn bộ dân chúng trong hỏa quốc. Mãng xà nhanh chóng ngưng tụ lực lượng rồi há miệng phóng ra một đòn công kích xuống dân chúng. Thạch Hạo triệu hoán ra côn bằng bảo thuật, tạo thành một lớp lá chắn ngăn chặn đòn tấn công. Mãng xà gia tăng uy lực, khiến Thạch Hạo bị đẩy lùi. Chiêu thức của nó quét một đường xuống mặt đất, làm cho mặt đất bị một vết rách. Thạch Hạo rơi xuống và chìm vào dòng dung nham bên dưới. Hoàng Vũ cảm thấy đáng tiếc vì không thể thu phục được tiểu tử này. Vậy nhưng, đợi sau khi hắn tìm được thi thể rồi cướp đoạt côn bằng bảo thuật, thì cũng coi như chuyến đi này không uổng công. Hắn tiếp tục ra lệnh cho mãng xà tiêu diệt hết người dân trong thành, để cho bọn chúng biết rằng thân chỉ là không thể trái nghịch. Dân chúng trong thành giờ đã sống như miếng thịt, sẵn sàng bị cắn nuốt. Đúng lúc này, mặt đất xảy ra động tĩnh, hóa ra là Thạch Hạo vẫn chưa chết. Trên người cậu bạo phát ra sức mạnh, cậu mượn sức mạnh đến từ ngọc tỷ của Thạch Quốc và Hỏa Quốc. Hoàng đạo lòng khí ngưng tụ thành một con rồng khổng lồ lao lên trên đối mặt với Hoàng Vũ. Thạch Hạo đứng trên đầu rồng, thiêu đốt tinh huyết nhằm gia tăng sức mạnh. Điều này làm cho Hoàng Vũ cũng bất ngờ. Thạch Hạo điều khiển hỏa diễm công kích vào cây giới khiến vòng chắn bên ngoài Hỏa Quốc bị sụp đổ. Bây giờ Thạch Hạo đã hoàn toàn lở xác, thực lực cũng mạnh hơn xưa, vậy nhưng Hoàng Vũ vẫn bình thản. Thân ảnh hai người cùng lúc biến mất tại chỗ và lao vào nhau đánh cận chiến. Con rồng và con mãng xà cũng quần nhau kịch liệt, không ai chịu nhường ai. Lúc đầu con rồng còn rơi xuống thế yếu và bị áp đảo. Rồng thần nhanh chóng đứng dậy, sau đó thừa cơ hội cắn một nhát vào thân thể con mãng xà, xé xác nó thành nhiều miếng thịt rắn. Thạch Hạo cùng Hoàng Vũ vẫn đang cầm vũ khí kịch chiến. Hoàng Vũ vừa cứng mồm được mấy câu thì đã bị ăn đòn, thân thể đầm nát mặt đất. Thạch Hạo thừa cơ hội lao lên. Tên kia cảm thấy không ổn rồi, chiến đấu nơi này vô cùng bất lợi cho hắn, phải dẫn tiểu tử này rời khỏi đây. Nhìn thấy đối thủ bỏ chạy, Thạch Hạo cũng đuổi theo. Đi tới Thạch Quốc di tích, cơ thể liền suy yếu, tinh huyết thiêu đốt quá nhiều. Cơ thể giống như diều đứt dây lao nhanh xuống mặt đất, con rồng cũng nhanh chóng ngã xuống và tan biến. Long khí đen đây đã bị tiêu tán rồi, Hoàng Vũ vô cùng tự tin sẽ không ai có thể áp chế hắn nữa. Chỉ có điều hắn sẽ không giết Thạch Hạo ngay lập tức,
mà muốn để cho cậu tận mắt chứng kiến con dân Thạch Quốc bị giết chết. Hắn sử dụng bảo thuật triệu hoán ra những tên thần đã bị giết chết. Bọn chúng vô cùng tức giận, lần này quyết tâm sẽ chém chết Thạch Hạo cho hả giận. Những thân ảnh mới xuất hiện này không phải là được phục sinh mà chỉ là hình chiếu con rối. Thực lực chỉ có 3 phần của nguyên thân, vậy nhưng với tình trạng hiện tại của cậu thì cũng khó mà đối phó. Thạch Hạo lấy ra kiếm gãy khiêu khích, Hoàng Vũ hạ lệnh cho cả đám lao lên. Đứng trước sự vây công của nhiều người, cậu nhanh chóng bị ăn đòn. Tuy nhiên, cậu ta lại xoay sở rất nhanh, lần lượt từng tên bị tiêu diệt. Hoàng Vũ thấy vậy cũng xuất thủ trấn áp, tưởng là nam chính sẽ bó tay, vậy nhưng thân hình cậu lại bất ngờ lao đến với tốc độ ánh sáng. Chỉ một cái chớp mắt đã chém giết được 3 con rối. Điều này làm cho Hoàng Vũ cũng giật mình, hắn không thể khinh địch được nữa, phải tốc chiến tốc thắng thôi. Hắn điều khiển thân ảnh khổng lồ bổ thẳng xuống đầu Thạch Hậu, khiến cậu nằm bẹp dưới đất. Tên kia cười lớn vui sướng, vậy nhưng tiếng cười còn chưa kịp chấm dứt thì cậu ta đã lao lên. Sau đó nhảy thẳng vào trán thân ảnh khổng lồ và dùng kiếm chém một đường từ mặt xuống ngực. Thân ảnh khổng lồ tan vỡ, Hoàng Vũ cũng vì điều này mà bị thương, hắn vô cùng phẫn nộ. Lúc này Thạch Hạo đã tiêu tốn quá nhiều sức lực rồi, muốn chiến thắng trận chiến này chỉ còn cách là cùng với đối thủ chôn một chỗ. Cậu sử dụng sức mạnh đến từ 10 cái động thiên tạo ra một cái cấm thuật. Hoàng Vũ nhận ra ý đồ muốn đồng quy vu tận, hắn triệu hoán ra tiên điện. Bầu trời nổi mây đen, một tòa kiến trúc gọi là Thanh Đồng Tiên Điện nhanh chóng xuất hiện, khí thế vô cùng khổng lồ. Tiên điện phóng thích sức mạnh tấn công cấm thuật. Thạch Hạo liều mạng thiêu đốt sinh mệnh đến cực hạn. Hoàng Vũ cũng điều khiển các mảnh vỡ của tiên điện tạo thành một quả cầu kim loại, giáng nó xuống bên dưới. Nhìn chiêu thức này, cậu biết mình sẽ không còn sống được nữa, cả một tia hy vọng cũng không còn. Cậu quyết định hy sinh chí tôn cốt, sử dụng chí tôn cốt hình người để hiến tế. Phóng ra một luồng sáng năng lượng đánh thẳng vào quả cầu, uy lực chiêu thức quá mạnh, dễ dàng phá tan đòn công kích của Hoàng Vũ và đánh cho hắn sấp mặt. Hắn đau đớn gào thét, lẽ ra mình đã thống nhất được bát vực, tìm được vô thượng tạo hóa, vậy nhưng bây giờ lại sắp bỏ mạng ở đây. Thanh đồng tiên điện nhanh chóng bị phá vỡ, vô số mảnh vỡ của nó rơi xuống như sao băng. Hoàng Vũ dùng chút sức lực cuối cùng, lấy ra khối thanh đồng dị sét ném vào trán Thạch Hậu. Tác dụng của nó là khiến cho người bị trúng chiêu hao mòn thần hồn, không chết không thôi. Thân thể Hoàng Vũ chậm rãi tan biến, tuy mất mạng, vậy nhưng mà hắn cũng hoàn thành được sự ủy thác của chủ nhân. Thân thể Thạch Hậu cùng đống đổ nát rơi xuống bên dưới. Không gian yên tĩnh lạ thường, tuyết rơi phủ khắp Hỏa Quốc, di tích Thạch Quốc cũng bị tuyết lạnh bao phủ. Cơ thể Thạch Hạo nằm một chỗ và bị tuyết bao phủ lại. Cơ thể bây giờ giống như đã tê liệt hoàn toàn, linh hồn chậm rãi đứng dậy rời khỏi cơ thể, tiến về phía trước. Dưới cái thời tiết lạnh thấu xương này, linh hồn vẫn cố gắng lết từng bước chân, máu từ trên người rơi xuống nhuộm đỏ mặt đất. Trong khoảnh khắc cuối cùng này, cậu hồi tưởng lại quá khứ và xin lỗi mọi người. Lời hứa với bọn họ rằng sẽ quay trở về, e rằng sẽ không làm được nữa rồi. Linh hồn cậu gục xuống đất. Đúng lúc tưởng rằng Thạch Hạo sẽ nằm xuống thì một cảnh liễu chẳng biết từ đâu xuất hiện, ngay sau đó là thân ảnh của Liễu Thần. Người tới quá đúng lúc và Thạch Hạo sẽ vượt qua kiếp nạn này như thế nào, các bạn hãy đón xem những tập tiếp theo để rõ hơn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.